đi thôi con, đi 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 bé ốm rồi, đi Anh làm cái gì vậy đi đi đi, anh? có tội nghiệp ghê, không sao đâu, tội quá thì hà lần này đi cho ơi, tội quá thì ha, cho anh lần đi, anh hứa gì tội anh rồi, để tội ở đây đi, để tội ở đây, để tội dung dung cho ngồi, cho dung ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi cái mẹ không có sống được thì sao mà về được? Sống được kìa. Hay hay là hay là em có người khác rồi. Không có ai hết trơn á. Cứ con em đi. Cứ con em đi. Em không có còn cái tâm trạng em rất thương em luôn á. Không có thương anh cái chị đó phải vậy. Anh vợ vào luôn đi. Bây giờ hứa đi, bây giờ em hứa đi. Giờ hứa lại nếu mà em mà có thời đi, nếu mà em mà có mà đánh vợ em mà có đánh vợ hay là một lần một cái gì cho vợ buồn nữa, từ từ đây cho tới cho ra đường cho em không phát cả dòng họ thấy cái chém của anh đó, có chém nữa hả, cái chém của anh là tan nát nhà không. Vâng đó, anh có lỗi đó, anh xin lỗi em, hùng mà không có hùng. Em hỏi tính là em hỏi vậy anh à, lỡ như anh em mở cửa gặp có chém em không, nó giết mày luôn, có nói vậy đó, có anh có nói, anh nói vậy nè, có nói rồi, xong 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 rồi bây giờ này, nhưng mà giờ em không sống nữa mấy anh, đừng giải quyết cái đó thôi, vậy em bỏ anh cho cơ hội, hãy con có anh của em đi mà theo anh hai này đi một lần thôi, em mới tính lại nhưng mà không bảo thì sao bảo, không có còn cái xong sẽ chết cho bảo bây giờ này, mình chết nha, không có mình chết. Bây giờ mình tính nha em, bây giờ này anh hỏi một câu chuyện rất thân tình rồi, là chồng mình tính ơi, chặt tôi đi, chặt tôi đi, muốn mấy anh giải quyết cho em cho rồi cho thẳng như mất công. Bây giờ này em giải quyết cho em rồi, được rồi, bây giờ anh hỏi em này, anh đang yêu xấu em đó, là em thì không chồng em hoàn toàn không nói gì xấu nè, đây nè cái điện thoại anh đâu, anh đưa cho em coi, không anh đang nói em đi thấy cái thằng nào nè, ông nói gì cho em về, nhưng mà em không có thể, ông nói cho em thêm về, phải cho thêm về. Em muốn rất lớn rồi. Con này là con riêng của em rồi. Nói gì chứ à? Dạ con riêng nhưng mà cũng con của anh nuôi nữa. Nuôi bao nhiêu năm rồi? Nuôi bao nhiêu năm rồi? Nuôi bao nhiêu năm rồi? Em mới dẫn em đi. Hả? Mới đẻ ra luôn. Tôi nuôi từ mới đẻ. Cái gì vậy? Mới đẻ người ta không có sinh, người ta không có lấy, nhưng mà tôi nuôi từ bao nhiêu năm rồi? Không có lớn người ta. Em nghĩ sao đấy? Mấy tháng rồi. Nhưng mà bây giờ nói với anh á. Giờ là hết tình cảm rồi. Kêu em bảo làm sao? Dẫn ba nữa nha con. Không còn tình cảm gì anh á. Bây giờ đi, đừng giận ba nữa nghe. Mấy lần rồi cũng làm. Ba nói với con nói cho nghe nè. Thôi chứ rồi, để không phải có ý rồi, ta thương hơn con thương ta. Bây giờ anh mới nuôi dịnh cho anh luôn á. Đó, đi về chứ làm. Em đi cho dễ hả? Nhưng em không muốn ở với anh rồi, làm sao em còn em được. Em không ở. Rồi, chứ sao kỳ vậy? Anh không phải là như mấy anh nghĩ đâu. Anh nghĩ anh hết đồ hiếu vợ quá chừng. Bây giờ có anh cái gì anh đừng nghe một phía. Thì có anh nghe hai phía. Thì hai phía bây giờ anh nghe nè. Em nghe em nói đi rồi. Em muốn nói mà cứ chồng chồng quay. Anh nghĩ là đàn ông á, mà làm á, tiền bao nhiêu á. Ừ. Mấy anh vậy, anh đưa cho vợ. Mà nhưng mà anh đưa cho vợ bao nhiêu đúng không? Anh phải giữ cho anh bao nhiêu nha. Từng là bao giờ mà thay thất được 1.000, 2.000 nha. Có, đó, anh chấp nghe. Nhận. Anh chấp nhận những lời vậy. Cái phụ nữ ai mà thấp được như vậy? Vâng, cho anh nói cái đi. Từ anh nói như vậy đó thì anh nói thì lâu lâu vợ chồng rồi anh tiền của em ảnh tôi cái khác mà anh kia vậy nói, em đi làm về em cực khổ em mua đồ ăn cảnh năng để nội hứa cho á ảnh chỉ muốn kiểm soát tiền của em nữa mà anh nói em ơi lâu lâu rồi hỏi suy nghĩ với mấy anh là sao dư nhiêu rồi em, nhưng mà chồng em có phá không, chồng em có lấy tiền em đi phá không, đi ăn chơi không, phá nhưng mà bây giờ em nói anh nghe, bây giờ em làm tiền rồi em có hỏi gì đâu chứ em hai trăm em có hỏi đúng không, bây giờ em nói cho anh nghe, em ngại 200 bây giờ nói được rồi. Bây giờ đừng nói chuyện nên là không nói. Bình tĩnh như vậy, anh đem đứa giữa nó nói đi sao, thì vì em nay nói đi. Anh hai em không có biết gì đâu, nghe em chỉ giấu như vậy. Nếu anh không làm gì nữa, anh trả hết rồi. Thôi bây giờ này, chồng là nghe gì đi. Em gái bây giờ lý do tại sao em không muốn sống với chồng.
lý do cụ thể. Tại vì con em mới sống đến đó này. Thế là sao trước đây em mình đến với nhau để khổ người ta? Trước đây sao em đến với người ta để cho khổ người ta? Tại vì mà em bỏ ngang xương vậy? Thì thương nhau. Thương nhau bây giờ tại sao cứ một cái tật xấu của anh vậy? Sao em vô tình vậy? Tật xấu của anh nói tật xấu trước khi mình đến với nhau sao mình không tìm hiểu? Bởi vì mới đó mới có là đổ vỡ nhiều gia đình. Đâu phải mà ai cũng vậy đâu. Mình phải tìm hiểu nhưng bây giờ mình đến người ta để tôi có con cho có cái gì. Anh đặt cái hoàn cảnh của em vô trong đó đi rồi anh biết. Anh suy nghĩ. Bây giờ dù sao thì nữa mình phải nói chuyện với nhau nhẹ nhàng thôi em. Thôi cái này như thế này này, cái này chuyện gia đình bây giờ mình cứ nghe chị đi. Lúc nãy mình mới nghe phía của ông chồng thôi. Bây giờ cho chị nói đi. Chị có mức gì chị nói đi. Chị có mức gì chị cứ nói đi. Mình phải nói đúng. Em không bao giờ nói sai, giờ mà chị dâu em là người chứng kiến nữa. Rồi em nói đi. Nói sao? Em nói sao cho? Không có sống với ảnh nữa là. Nhưng mà phải có lý do chứ. Là tiền bạc cái gì ảnh đó. Thằng học cái em dữ lắm. Làm sao? Tiền là chồng em quản lý, à chồng em đúng. Là hỏi. Đưa giữ. Chồng em hỏi. Đưa em giữ nhưng mà hằng ngày không bao giờ được. Đi sắm đĩa, đi sắm này nó kia. Không được. Có sắm này kêu cho tài giận sắm này kêu. Có, vợ muốn sắm gì sắm lấy cho em. Lâu lâu em chưa có lâu lâu lại hỏi em ơi tiền dư được nhiêu vậy. Tại em nói là bác mất 1 triệu qua là 500 là anh ơi. Bữa làm gì vậy? Thì đúng rồi, thầy hỏi chứ. Ừ, nhai. Có lâu lâu rồi. Đó, vợ nói mua gì với em. Vợ nói hỏi vô. Xíu người không thương người đâu. Thì bây giờ anh nói với em, giờ cho anh xin lỗi hết. Chồng chị có gia trưởng không? Có, rất là gia trưởng không? Gia trưởng thì gia trưởng cách sao? Tất cả cái gì cũng vậy á. Dù như em là đi làm, em mà ở công ở nhà một bữa này bữa nha. Anh phải chỉ em, ở cái này không làm, cái kia không làm nè. Ở không làm nhà làm gì, làm cái gì vậy? Nhưng mà mình nói chuyện sao mình cứ phải chỉ tay như vậy mới được. Thì anh làm người vậy, em mới nói vậy. Nhưng mà ở đây mình nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự được không em? Nhưng mà em chút em nói chồng, là tại em không à. Chồng em người tại em. Chồng em đang cúm giò, đang cúm nè. Em không có ở anh hả? Giờ anh nói với em. Nói với em nè. Giờ anh chấp nhận đó, anh hứa với em từ đây tới em muốn làm gì thì bao giờ cũng làm chúa luôn hả? Nếu mà có các anh đây, nếu mà anh có thắt lời hứa thì đây các anh đây. Cho họ cuối cùng đi. Mà sẽ cho em thời gian. Cho họ cuối cùng đi. Tao không cuối cùng đi cho anh kêu hỏi đi em. Nãy nói thì hứa lại ra giải quyết em rồi giờ em không bảo nữa là. Bây giờ chồng chị có những cái thói hư tật xấu gì, đối xử gì không tốt với chị, chị nói hết lên đi. Chị cứ nói hết. Có mức gì chị nói đi. Nếu mà giờ em anh mà có ông này đổi thì đi thôi, con đi là con đi. Cứ điều chung như nãy rồi. Hứa rồi. Hứa tại con đi rồi hiểu luôn. Được. Anh hứa tất cả luôn, tất cả. Rồi đó anh vô nè. Có nãy đây, có hai đây. Nếu mà thằng còn cái bên nữa, nếu mà làm y gì nữa. Thì thôi con đi. Thì thôi anh Hải liền, tôi cũng có giải quyết cho nãy giải quyết luôn. Đó, đó vậy. Sao thì nói, cuối cùng. Cuối cùng nó nói đi, xin lỗi đi. Cuối cùng. Xin lỗi đi, xin lỗi một lần này. Xin lỗi chồng em đẹp trai mà đâu mà xấu đâu. Trời chịu khó mà. Xin lỗi một lần này đi, ngàn lời xin lỗi em. Anh nói ra đi, biết từ từ bình tĩnh ra đây. Đừng có làm kiểu đó cho người ta thương. Nói xử với tôi thế nào bây giờ ra đây làm vậy. Cho anh xin lỗi đi mà. Quá yêu. Này, quá yêu. Anh hứa với em, anh không bao giờ cãi. Không cãi rồi. Anh hứa cho anh một lần cuối cùng đi. Vậy sáng anh nói đâu có đúng đâu, anh về đây anh tìm anh nói đâu có đúng đâu. Đó, anh nói đâu. Lúc em nào có nói dụ tiền bạc. Nó phải chứ nó lên live nói chuyện với em á là gã cái xe này ra bán mà. Không, nó bán xe. Đây, để cho chị hai. Số xe không có bán xe. Có. Em mới có đây em làm con người đi theo trai bỏ cái xe này vô gã xe đi bán. Bán bây giờ. Bây giờ anh muốn cho em lấy cái bằng chứng của em nói ra. Ai đã bán xe? Anh nói. Không có. Không có đó. Tôi ý là nói với người khác á, chứ không phải nói trên video. Không có. Đây nè, khoan. Cho anh nói cái được không? Được, nói đi. Có cái anh kia ở dưới Cà Mau á. Đây, ảnh nói với chị hai em là vợ này nè. Nói vợ em á, đem chiếc xe đi bán 15 triệu, 15, 16 triệu gì rồi. Bán nguyên xe không được, em đứng tên. Bán không được. Rồi á là gã cho. Không phải là hôm nay đúng không? Nhưng mà không phải hôm nay đúng không? Hôm khác đúng không? Chứ hôm nay đâu có ai nói gì đâu. Đó còn đi đâu. Cái đăng hình đăng nổi gạt mấy em á. Thôi bây giờ này dù đúng dù sai mình cũng coi là có. Nhưng mà tôi đã nhục nhã lắm rồi, tôi bây giờ tôi không muốn ở nữa. Đăng hình nói tôi đi lấy đem ra rồi bán xe bán gì đúng chưa đó. Chào không điện về hỏi anh, hỏi chị hai giùm anh một cái đi. Em không điện về hỏi chị hai đi. Ai nói anh nói.
Tại chị Hai nói chuyện với người đó mà tại sao nói anh nói được? Dạ anh nói, anh nói. Đây 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 đây, gọi cho mày. Ai chồng ai ai mà đi cho mày cái hình tôi đi ra mày bị miểu á. Đi ra mày miểu mày trầu của mày đó. Đi tên đi họ mất. Có kêu tên họ gì? Anh có đem tên mình lên chẳng nói. À, bây giờ cho chồng cơ hội đi em. Mời về, chồng đất ông về làm hàng cuộc đời. Con người ta bỏ công người ta nuôi bao nhiêu năm nay rồi, con riêng mới đâu phải con chung đâu mà nuôi bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ bé, con cho bây giờ con có muốn là mà là ba mẹ ở chung không? Muốn hả? Muốn sao mẹ dắt con đi mà sao con không nói với mẹ là quay về đi đừng bỏ ba. Hả? Thế mẹ có yêu ai không? Sống một mình nuôi con mà. Sống một mình á hả? Còn em nữa, người em nữa thì bỏ cho ai? Tại vì ba nó không cho nên thì em đây em đi hết à. Em không bây giờ đi hết em nuôi được. Được. Em làm tháng nhiêu tiền? Tại em nhưng mà em nuôi được. Thế sau này hai đứa nó lại không có cha không có mẹ sao? Mình lừa. Cái xà nó sống như vậy còn hơn là cái xà tới ngày nghe chữ lộn. Cãi nhau có ngày. Không bao giờ được cái ngày yên. Cãi thì sao nữa. Anh nói anh đi về á, anh đi làm vậy đúng không? Em quý làm lại để ở nhà không để tôi đâu. Anh về tới nhà anh bớt kẹt ứng dụng đấy không? Cái là phải cố tọt là em. Nay là con chạy ra. Em phải nói chuyện với chồng. Giống gì đó. Em phải nói chuyện với chồng nhẹ có, nhàng. Có, em có nói. Nói nhẹ nhàng không? Có, em hay có nói. Hay là mình cố nói ủa anh về rồi tao làm cái chồng gì. Lỡ lẽ. Có cái tập được gỡn chạy ở nhà là bớt kẹt. Mẹ em nói á, anh đừng làm vậy. Chửi ra cái ủa giờ cái xe có kẹt bớt mà không cho bớt hả? Mẹ quá. Chửi vậy à. Thôi bây giờ xin lỗi rồi, không, sai rồi xin lỗi rồi. Không được, cái bán không có ảo đâu mà hỏi xin lỗi. Anh muốn làm sắp tốt, nuôi con. Em muốn anh á là phải đóng với con, nuôi con là hoàng, không muốn gì chân em đi làm cái này nuôi thiếu. Lâu lâu em về năm con. Không đi về. Phải bỏ con. Đi coi như làm tới đi anh còn giận em đi em bán nhà luôn, bán hết luôn. Anh cũng không hỏi không có em anh ở làm cái gì. Anh có nói cái nhà đúng không? Cái nhà này mà bán được không bán. Anh thấy đó thì anh nói anh em thấy, đi lên em bán hết. Chồng em đi lên em bán cho cũng có nhà anh không ở đây làm gì. Trong câu chuyện là chồng em có sai. Nhưng mà đến giờ phút này biết cái sai của mình rồi. Nhưng mà anh thấy cho em thời gian cho em cái giải anh này được không? Cái giải mà đâu em cho chồng em biết. Chồng biết đi đi chồng thằng lại hâm. Nói với thằng phố chứ. Thằng phố cho thăm. Cho thăm đàng hoàng. Em không cho thăm thì em thấy là như thế này vô lý à mình đâu không đi vô về lậu là phải kiếm chuyện hoài em không mà kiếm chuyện em đi chỗ khác anh ở đây có cái anh đây chưa bây giờ anh mà lại giải là đi cho anh cho ấy liền bây giờ em đi đâu cũng được nhưng mà cho cơ hội cũng được cho cơ hội cũng nhưng mà em phải cho biết là ở đâu cho cơ hội cũng em nói thì cái cạn tình cạn nghĩa em hết tình rồi giờ kia mã làm sao bây giờ em nói thiệt với mấy anh đó giờ em không làm gì không không ai ở nhà chứ không ai nói bây giờ mấy anh chở mấy anh mà chịu rồi chị mấy anh chịu không thôi bây giờ như thế này này cái câu chuyện này này cái chuyện mà chị này ở được với anh này không là do chị quyết định đi đúng. Mình giúp được anh tìm vợ về thôi. Còn cái chuyện vợ chồng mà mình không hiểu được. Suy nghĩ lại đi. Nha. Anh có nghĩ lại không? Vậy là bây giờ là bây giờ ta thứ cho một lần chứ em. Nhưng mà em nói thì để cho phải cho em có thời gian cho em đó. Cho chị thời gian đi. Có bản thân mình có thay đổi hay không? Ờ đúng rồi, thay vậy. Mình cho chị thời gian đi chứ. Em là lúc đầu anh cũng ai gã ép buộc anh vậy. Em là phụ nữ em chuyện thế này. Con em hiện nay là đời cha thứ hai rồi. Cha này là cha thứ hai rồi. Em đừng để nó đời cha thứ ba, thứ tư nó tội nghiệp. Một đứa trẻ mà phải gọi ba bốn người đàn ông là cha là tội nghiệp. Đúng chưa? Bây giờ em thấy bình thường hết rồi nè. Sao bình thường? Chuyện nó bình thường hết. Một đứa trẻ mà bây giờ gọi ba bốn năm ông này là cha, chẳng biết là cha nào cha thật, cha nào cha giả. Mình coi lại cách sống của người mình. Cái người ta vậy. Tội. Bây giờ em nói anh ấy về nhà giống lo cho con giống cái đó thì là được rồi chứ đừng có đăng em lên mấy chuyện này mấy nọ nó không có đăng nữa không có đăng. Em không có hãy như nè có mấy bài đăng này coi hết trong đây đi hỏi đi hỏi coi nè coi đây nè trong đây nè anh đi gỡ ra hết rồi anh có gỡ bài nào hỏi con Trâm anh ai còn biết mà nhưng mà gỡ là người ta biết sai rồi em cho cổ biết sửa anh nói chối á hiểu không anh nói chối á đó là chối chối đã nói đây là đó là biết hai rồi nè nè là đáng đăng nè chẳng chăm đăng nè nè anh kêu nó bấm vô đăng nè các anh coi lại bài viết đi hai ba trang là đó nó đăng là chính cho mấy anh đó là cái nghề em đó là dầu đó có bài viết em không hỏi ảnh gì thì đâu có ai phụ được đúng rồi nhưng mà hay là em có người mới rồi không em có quyền tha thứ cho người mới chưa
Em có mới chưa? Không. À. Chứ ở nhà anh trả bài thôi không? Cái chuyện đó em không quan trọng. Vâng, chứ sao em bỏ đi? Cả cảnh cô. Anh nhắc lại mình nhiều lần em. Thôi bây giờ xin lỗi đi. Mày sống em sống không được. Con có muốn là ba mẹ quay trở về ở với nhau không? Con nhà cái 8 tiếng lộn nhau. Thôi con quay ra nói chuyện với mẹ tha cho ba một lần đi. Quay ra nói chuyện với mẹ. Con có nói chuyện với mẹ đúng không? Con có muốn là gia đình mình tan tàn sẻ nghé giống này không? Con có muốn không? Tội nghiệp con học không? Nghỉ học luôn à? Con bao nhiêu tuổi rồi? 13 đang học lớp mấy? Anh đừng có vậy nữa coi. Tập 8 muốn học tiếp không? Sao không muốn học tiếp? Tính vậy không á? Từ dương cái này à? Em ép buộc cho ta. Mình là người lớn, mình làm này tự nhiên con bây giờ là bỏ học thất học. Tính lúc nào ép buộc ta. Ngày mai mù chữ luôn này. Không phải là em cho con đi học, mà tại vì em không có dạy chuyện trường. Tao cứ hiểu lên thầy với em luôn. Nó chơi mình là khổ con này. Một lần cho bà sẽ hiểu đặt tay cho mẹ cho nó khỏe khổ anh đừng có chết cả dòng họ. Cứ nói nhiều quá đi, mệt quá. Cái này tùy duyên thôi. Tùy duyên thôi, để vợ. Cái này chuyện gia đình để gia đình giải quyết thôi. Anh em giúp vậy thôi. Em lên đó. Tùy duyên thôi. Tùy duyên. Em thấy về nhưng mà không phải bây giờ đâu. Thôi giờ phải về. Có về nhưng mà từ từ mới về. Giờ mới về. Em đi làm được. Em đi về xây dựng mới. Anh chồng mình cứng lên nào bản lĩnh tí đàn ông cái nào. Mình không có tí đàn ông nào à? Ông về tôi lấy cho vợ. Bỏ tôi lấy vợ khác. Lấy vợ đi. Về đây tôi chuyển một bà đẹp. Em gái sáng lên luôn. Chưa chồng chưa con luôn đó sáng đâu nhìn thấy rồi đúng không đấy, tôi tuyển cho gái thành phố luôn gái Củ Chi đó anh đừng có làm cho cần quá nói thật lòng với anh đó nói thật nói nhiều có cái đang đây là chứng nhiều em thôi cái này tôi không làm chứng rồi thôi tôi không làm chứng nữa làm hết làm chứng rồi làm người không làm chứng thôi tôi không làm chứng thôi tôi nghĩ đây không làm chứng tôi nghĩ không. Một người phụ nữ á, nếu biết thương con là phải biết chấp nhận. Em chấp nhận là mười mấy năm rồi. Bỏ qua. Biết chấp nhận mười mấy năm qua rồi anh biết không? Chứ không bắt lỗi. Đó là người phụ nữ đàng hoàng. Còn đừng vì cái lỗi nhỏ ngoài ra bắt trẻ là không sống, không tình cảm, không yêu thương. Bây không giờ phải là con cái lỗi nhỏ. Mình trẻ là con mình bây giờ mình không thương. Em như vậy em không thương con anh đâu. Chứ em thương bản thân em á. Em đang thương bản thân em không thương con đâu. Từ như một đứa trẻ này nhỏ xíu năm nay 11, 12 và 23 đời cha rồi. Mà bây giờ lại bỏ thất học này tội không? Em sướng bản thân em á. Em muốn nói gì đó. Bà lấy nghe đâu, tôi có chiếm chuyển ông bà vợ. Rồi, đè cái. Mà nhanh giờ anh muốn lấy xe rồi, lấy xe luôn đó. Tôi đi bước ra vậy. Anh thả chị ra đi, ngồi đàng hoàng đi, mình cứ bình tĩnh đi. Tôi mà có vợ này, trước khi vợ ra đi tôi biếu 1 tỷ. Đồ má tôi tặng cho cái xe luôn, đến xe hộp chạy luôn. Tất cả nó tiền bạc rồi, nhà chỗ em tới dặn dặn đưa dặn hết tận đưa con. Em chỉ lấy chạy chiếc xe đi, biết mà bạn cứ lo nghe chiếc xe hoài đó. Mà không mà thì lấy xe, tặng tức không cho bác anh cho tôi điện hỏi. Chị bà chị gặp hỏi chứ anh có nói cái gì. Chứ anh cho tôi điện hỏi cái gì. Bạn nghe lên, bà lấy chứ. Chứ vậy, bà lấy chứ. Bà lấy chứ, bà cho tôi hỏi một cái. Bây giờ bà có cái gì thì mình liếu kéo đâu có được. Nói từ bán, bà bán kìa. Nói từ đó là bán. Tội nhóc này. Con nhất là nhỏ này. Bé còn đi học không con? Con còn đi học không? Bỏ con rồi. Con mấy tuổi rồi? 13 hả? Em cho nghỉ cho mày đó. Hỏi nó thôi, em hỏi. Tại sao em dắt nó đi? Em dắt nó đi sao nó nghỉ? Anh hỏi nó thử coi. Mình có biển hồ. Hỏi gì em làm như vậy là nó không trả. Nó nói ngày là ép buộc em rồi. Nói chuyện là ngàn buộc em rồi. Nó không có chuyện đi học. Nó nói nó học công có được. Ba mẹ cái đó nhau. Cứ ngày cứ cãi lộn nhau nè. Ba mẹ cãi lộn. Đi học vậy cái đủ bẻ đó nha. Kêu biếu chạy nghỉ cho đi học.
em á, anh nói gì đâu á, mình phụ nữ mình nói chuyện tối ngày sớm thế gì, em không nói vậy á, mình phụ nữ mà mình nói chuyện là mình xỉa sói tay chân mặt đàn ông như vậy á, mình xỉa sói như vậy á là cũng người đàn ông chịu nổi đâu đây chồng em hiền đó, bỏ đi, thì còn cho bỏ đi, hôm nay bạn lấy cho em tôi chuyển cho thằng biết đâu. Alo, alo, chị hai nói chuyện, nói chuyện với em chút xíu à. Nói chuyện với... Nè, ngày qua là lúc mà cái anh mà trong chính Cà Mau đó, đúng không? Cái anh đó là nói với vợ, nói là vợ em nói là bán chiếc xe rồi. Chiếc xe đã ra bán mười mấy triệu, đúng không? Còn em có nói không đây, có các anh đây nè, với vợ em đây nè. Đó chị nói, em nói hay là cái anh trên mạng đó nói. Sao chị nói hết đó, nhưng mà ổng tin phải không, không có tin, tôi nói nó có chưa, ổng tin thì ổng đăng hình lên lại giờ nó gửi số tới ổng không có rồi, có chỉ đăng hình em ở đâu thấy không, thì sáng có đăng hình không đúng không, có bây giờ chứ ổng không gửi số, ổng có đăng hình là xe là ổng có. Có đăng hình là em ở đâu, em ơi đi về đi. Nếu em không về á, em không chịu ra gặp anh á, là anh xuống nhờ anh Hải giúp đi kiếm em. Đúng không? Nói để cho chị Hai nói cho nghe. Có đăng ba tấm, ba ảnh luôn. Ba ảnh luôn, nhưng còn ảnh đây, còn hình đây với đang mà. Cháu chở đó. Cháu chở thì đã có bằng chứng đây, nằm nói cháu chở cái gì? Như thế này này, cái chuyện câu chuyện anh trai, cái câu chuyện vợ chồng anh rất phức tạp. Cái này anh em chỉ hỗ trợ giúp được cho anh, và ngày hôm nay thì vợ anh có mặt tại đây rồi. Anh trai tắt điện thoại đi, nói chuyện này. Có cái chuyện vợ chồng anh sống được với nhau hay không, anh em không có quyền can thiệp vô nhá. Tự vợ chồng giải quyết nhá anh trai nhá. Tự vợ chồng giải quyết đi. Em có đăng và đăng nói như vậy đó chị Hai. Nói em ơi về đi, em ơi về với anh với con đi đó. Đừng dặn anh nữa. Nếu em không về á, anh xuống đây anh dặn anh Hải. Anh Hải nhìn chị Bình Dương đó. Nó nói em á, là em nói với chị á, là lỗ thừa nó đi bán xe đó, chị làm chứng đi. Phải cái thằng đó nó nói không, nói với chị nghe ngọn qua không, chứ em có nói đi bán xe đâu. Nó nói vậy đó, em mới đưa cho máy cho chị nghe. Đó, chị nói ơi, chị ơi, cái thằng này nó nói vợ em bán xe rồi. Đó, nó nói trời ơi, sao mà xe cổ, như chồng con đi mua cho mà bán chi. Tôi nói, đó lần là chị Hai à, chị nghe coi, cái thằng này nó nói là vợ em bán xe, em đưa cho chị nghe, phải không? Đó, hôm qua em đưa cho chị nghe, chị còn hỏi, nói chuyện với nó nữa. Đó, nó còn nói với chị là vợ ông gả xe ra bán mười mấy triệu rồi. Bán nguyên chiếc không được, ông đúng tên bán không có được đâu. Bán gã một mấy triệu gì đó. Em đừng nghe lời người ta phá. Còn đây nói sao không? Đăng hình cái hàng nào đó. Nó giờ giặt vợ giặt con tôi đi. Rồi giờ thấy xe bán luôn. Rồi ai cũng thấy. À, nó không có, chỉ có đăng 4 tấm hình đó thôi. Nhức đầu quá. Đi. Có đăng 4 tấm hình đó, với tấm hình bên kia là con Trâm nó bấm vô đăng lộn. Bây giờ anh cứ đãi cho tôi yên ổn đi. Dạ em cầu mong mấy anh á, để cho em sống yên ổn với con em. Chứ em muốn cầu mong vậy chân á. Chứ con người mà nó lúc nào cáo trở vậy ra. Dạ em ra đi cầm lần đi về, thầy với em luôn, thầy với em cái phần khác đây. Em thầy, anh thầy, thầy đi cho chứ bà con thầy coi đúng đúng muốn ông về quậy này sao thầy đi. Không, thầy, nếu mà thầy có thầy. Như vậy một thằng này nó bao rồi em nói nè, giờ em nói với vợ là giờ em cái bao vợ sống qua cuộc đời này nói đi. Thì em suốt cái cuộc đời này chứ không bao giờ làm tuồng em thêm một lần nào nữa hết. Anh xin thầy với em, nếu như anh có làm tuồng em một lần nào nữa hết, cho ông bà chủ quyền ở nhà là các chú cô hồn chắc đáng theo đường để xá bẻ cổ anh giặt cổ như vậy đi. Bây giờ em với anh về đi, thì chở ba mà hai vợ chồng với con về đi. Nè bây giờ con ơi, con trai, bây giờ con muốn ba mẹ ở lại không? Con muốn, con nói điều lớn là con muốn ba mẹ ở lại không?
nó đi, nó lớn lên, con muốn ba mẹ ở lại không? Nói đi con, tôi con nói chuyện, con ở đây biết rồi, đừng nói chuyện. Con cần chung muốn ba mẹ ở lại. Con nói cho mấy mẹ đi, nói một điều là nói cho mẹ nghe. Nói đi, tôi con nói chuyện. Ba nói rồi là thôi, chứ ba không có dặn con đâu mà. Để cho bé tự nói chuyện, anh đừng có nói gì với bé. Con muốn ba mẹ nó sống chung, con nói với mẹ coi tâm nguyện con như thế nào. Ba mẹ sống chung rồi, ba mẹ có cái lộn đó. Bây giờ ba ai là kiếp chuyện? Ai là kiếp chuyện? Bắt đầu những câu chuyện rất bình thường, cãi nhau, ba mẹ nghe. Không ai nhìn ai. Ba ai là kiếp chuyện trước? Ai là kiếp chuyện trước? Không ai nhìn ai. Ai cũng làm cả chuyện đó. Này chứ bỏ nhau. Cái nào nó bỏ nhau đi. Làm không có được nghe tí sử lộn nhau mỗi ngày. Ai chào chuyện nữa. Không. Mấy anh giải quyết game thì không phải nữa. Giờ mấy anh chuyên năng lý em trả. Hai người cho nhau cơ hội. Có sai thôi, bây giờ cho sửa sai một lần đi. Đúng rồi, lần cuối đi. Một lần cuối cùng thôi. Không, không ai buồn ai cả. Từ em đi. Nếu có một lần giang nữa là không có bảo đảm anh. Lần sau nếu mà em đi á, mà nếu mà có chuyện đó mà xảy ra tiếp thì em nó đi mà em nói thẳng với chồng em luôn, lần này anh cứ đừng kiếp em nữa, đi thẳng luôn, đi trước mặt luôn. Đó. Là chia tay luôn. Em đi lúc em đi thấy đi thấy rồi. Mà đàn ông như thế này này, anh phải cải thiện cái tính của anh đi. Đàn ông mà gia trưởng là thua rồi. Thứ nhất là gia trưởng keo kiệt là vứt. Em nói thật luôn á. Mình phải cải thiện cái tính đi. Bây giờ mình đi làm được 10 đồng, mình đi vợ 9 đồng rưỡi. Ừ. Chỗ này 5 xu thôi. Để mai đủ sang thôi. Ăn bánh mì được rồi. Từ từ em suy nghĩ lại chứ chưa đâu, em không phải không chưa ra đứa chồng được đâu. Ôm cái đi, ôm vợ cái lần cuối đi. Ôm vợ lần cuối cái. Em có vậy đâu. Ôm vợ lần cuối. Về về rồi. Quả này, quả hôn quả này là về rồi nè. Về. Không không. Nhưng mà hôn quả này về đấy. Ủa là ai coi nhà này có bà. Con này con đứa rồi sao con đứa của anh? Đứa con chung. Rồi gia đình ôm nhau cái đi. Gia đình ôm nhau cái. Gia đình ôm nhau cái. Con đứa nhà con chung lỏng đây thôi hả? Ôi trời em không thôi không thích. Em không thương con hả? Con em thích em không thương. Ca này căng thẳng đấy. Đau đầu. Đau đầu. Giờ có thử đi cho. Bây giờ cho chị suy nghĩ 1 2 ngày cho tĩnh tâm. Cho chị suy nghĩ đi. Cho chị suy nghĩ đi. Chị đã tin anh Hải lên đây rồi, anh không có biết nên cứ để cho chị suy nghĩ 1 2 ngày. Cái gì mà ông vuốt tóc nữa. Đang cái lúc cao trào mà ông còn vuốt tóc nữa. Ôm vợ vuốt tóc lần cuối đi. Ôm đi. Anh giúp con em là đó. Đúng rồi. Là cuối cùng. Anh giúp con em là cuối cùng. Thôi bây giờ cho chị suy nghĩ 1 2 ngày đi. Mình đừng có ép quá. Đúng rồi. Tôi biết cái mặt trời này. Bây giờ em xin lỗi là trở lại cuối cùng đi. Rồi, đúng rồi. Yêu suốt cuộc đời này. Nè, em phải nói là em anh sẽ yêu em suốt cuộc đời này. Ôm đi, ôm hôn đi, ôm hôn vào đi. Ôm vào đi. Đấy, ôi tình cảm quá. Hôn vừa thôi, hôn tụt ra. Này, sao bỏ nhau được. Chút tóc vợ, em chút tóc vợ. Chẳng quá yêu rồi. Đi dạy cho anh ai đây. Đi thôi, cho cơ hội đi. Con làm sao, vậy thôi đó. Mấy anh nó giải quyết kèm, giữ lại kèm. Bây giờ hai vợ chồng cho nhau cơ hội đi, nhá. Rồi, anh cũng lại tấn rồi. Bây giờ anh như thế này nè, anh cứ ngồi anh cứ nhây hoài. Nè. Để cho chị 1 2 ngày đi. Đã chị tin tưởng lên đây, anh yên tâm, anh em biết được. Mình đàn ông mình mạnh mẽ lên coi. Nè, vợ còn thương, chưa thương em, vợ mới lên đây, vợ mới phân trần. Con nói chuyện gì đó, nói chuyện lật lỏng. Để cho chị nó bình tâm lại 1 2 ngày đi, khổ quá. Anh hiểu không? Anh trai. Mình nín đi, mình đừng khóc nữa. Em nhìn thấy anh khóc, em giàu muốn chết luôn á. Nữa, lại khóc nữa này. Khóc hoài.
ở giúp các cô ừ. đó. Anh giúp các em, giúp các là người lành tốt. Cho chị suy nghĩ lại đi. Ờ, chị nói vậy là để cho chị về nhà 2-3 ngày. Đánh đó đúng rồi. Giờ xin thải nè. Hứa với ông là vợ phải quay về cho vậy cho vậy nghỉ lại. Thôi chứ mà em chở con về đi rồi để anh ở đây. Đúng rồi. Cứ tin tưởng anh Hải ha. Đã chỉ lên đây rồi cứ tin tưởng. Ừ. Rồi. Chị cứ bình tâm đi nha. Chị nghĩ là chứ chồng lắm. Không ăn bằng chồng mình hết luôn. Người ta thương mình rồi dùng tay gì đó. Đây ngọt với nhau rồi. Bây giờ trong 2-3 ngày này anh phải làm như thế nào cho chị thấy ha, mình phải cải thiện vấn ăn của mình. Thôi mình đừng ghép anh ơi, anh. Đừng đừng ấy là để chị ấy đi. Thôi anh nói nè, bây giờ em trai, em chở nãy em đi với em để không? Để em chở em để về, rồi đi chơi hay về, mẹ con về đồ vậy thôi. Thôi vậy thôi. Để cho vợ suy nghĩ, để cho vợ suy nghĩ. Anh cứ để cho vợ anh bình tâm đi. Mình cứ làm cái trò gì hết ta ơi. Nói chung là chở em về là em vui thấy không? Anh nhờ phim thái là chở em về là em vui rồi. Em đại đến đây chờ được phim. Ông anh vợ nãy giờ không có nói câu nào luôn. Đúng rồi. Thôi bây giờ em cho vợ suy nghĩ. Để chị suy nghĩ đi. Rồi vậy là ok rồi. Hứa hẹn, hứa không bắt được hậu nghe. Rồi trong vòng một đến đường này anh phải cải thiện bản thân như thế nào cho vợ mình. Khóc là bỏ luôn. Ừ, khóc bỏ luôn. Nín. Nín chưa? Im. Khóc bỏ luôn. Rồi lên xe đi. Chịu rồi. Lên xe đi, lên xe đi. Được rồi. Thôi về được rồi. Má ơi, ở đây đông người đừng có hôn môi. Trời ơi. Chỗ đông người. Thôi được rồi. Thôi được, tha thôi được rồi. Tha cơ hội đi, tha được cơ hội. Thôi tha ra đi. Chị chịu rồi. Chị chịu rồi. Ok ạ. Ông nhớ nha, mẹ nghe hiểu em làm nghe. Mẹ yêu thương chiều, mình trong túi còn đồng nào móc đưa cho luôn. Đưa cho con mấy đồng mua sữa đi. Đưa cho con mấy đồng mua sữa. Cầm về nhà đưa. Cho con mua tiền thức ăn. Mẹ ra đưa cho con kìa. Ra đưa cho con đi. Về nhà đưa. Thôi được rồi, về nhà đưa. Đấy, ôi trời ơi tiền nha. Đưa cho con trai á. Đưa đi hết cho bạn. Con trai. Đưa con trai mua thức ăn. Đưa cho bạn không, đưa cho bạn. Đưa cho bạn được. Đừng chạy. Được rồi. Ông này. Cầm lấy tiền mua thức ăn cho con chị. Đưa cho con lấy tiền mua thức ăn. Cầm lấy tiền mua thức ăn cho con. Hai vợ chồng về đi. Về bảo nhau. Rồi. Thôi. Mình cũng nóng mà. Mình cũng nóng. Hai bên đều nóng. Thôi bây giờ. Hai chồng đã về là mừng rồi, vui rồi. Thôi lên đường đi về. Rồi về đi, về đi cho mát về đi. Hai mẹ con về đi. Về đi. Thôi lần sau không nóng nữa. Ông tướng này mà ông mà cử chỉ hành động là vợ đi luôn là dám chịu nha. Tí nữa về vợ gọi. Sai là nói chung sai cho ông này hết nè. Bây giờ ông chở vợ. Ông chở vợ đi. Chở vợ đi. Hả? Không để hai mẹ con về trước đi, về ấy đi. Rồi hai con về, trong thời gian một tuần thì mình phải suy nghĩ và làm cho chị thấy. Đẩy xe ra cho chị vợ đi. Lắp xe ra cho vợ, đổi lón cho vợ đồng hoàng. Lắp xe ra cho vợ. Đúng rồi. Đừng hôn nữa đông người. Hôn vừa thôi. Đó, yêu thương rồi đó, rồi. Chúc mừng. Tuần này đi chạy đi dưới nhà trọ, dưới dòng nồi về luôn đi. Chị hai hả? Chị hai vô đi. Còn đây là anh nào? Em rụt hả? Em rụt vô luôn. Em không được kia. Gia đình này, chạy con cày luôn. Bỏ đi, bỏ tất cả đi. Này còn sống thế mà em này còn đi tiến bỏ đi đâu?
Rồi bây giờ anh cải thiện. Rồi cải thiện bản thân nhá. Tu tỉnh đi. Đó là chính. Thì trong vòng mấy bữa mà chị không thấy chị đi nữa có đâu, hai chân của chị mà chị ảnh không thay đổi chị bỏ chị đi được mà. Thì giờ về chung, về chung, cứ về chung đi. Về chung mọi người làm chứng rồi. Rồi về đi. Về chung, về chung. Rồi vậy xuống nhà chị hai chơi đi. Xuống nhà chị hai chơi đi. Thôi anh em gia đình về đi. Rồi. Xuống nhà chị hai ăn cơm cho vui già. Chúc em ơi. Anh nói thật là anh không muốn là mọi người đến đây chia tay. Anh chỉ muốn là mọi người có một cuộc sống hạnh phúc nhá. Rồi rất đang về đi. Về đi, về đi, về đi. Khóc nữa. Ông nín chưa? Ông có nín không? Đi cùng đi. Đi nè. Nó kêu em nè, em gái, em nghe lời anh đi. Anh hứa rồi. Không chở nhà chị hai. Rồi. Con trai lên giữa, con trai ngồi giữa, con trai lên đi con. Con trai lên. Không, ngồi chung luôn với mẹ đi. Cho anh sẽ đưa em, anh cho em với anh hai về chở. Anh hứa nha, đi về anh hai. Ý anh sao? Rồi để cho chị chở con đi. Rồi để chị đợi chở đi. Nhầy hoài cái ông cố nội kia, ông nhầy hoài ta ơi. Mệt mỏi ông ghê á, để vợ ông tự đi đi. Ông ngồi đấy, anh hai, nè, tôi hứa ông rồi, ông để ông hai chở. Ông này ông nhây mít. Lên xe này, ông lên xe này đi, ông đừng nhây, cái này, tôi đi. Cái tặc nhây không bỏ. Ông muốn bỏ, hãy nói vậy thôi, cứ đi vậy đi. Ờ.